Phong ơi, tìm người giúp chị đi em. Mẹ. Kiều. Con ơi, con đừng có lo nha. Con đừng có lo, mẹ không có sao đâu. Mẹ, mẹ không. Có sao mẹ? Phong, kêu người tới cứu chị đi em. Anh không có ý đâu em. Ơi, em bao giờ cũng chung thủy với anh. Mẹ ba rồi, mẹ cũng ba. Con. Ba chính là ba của con, không phải chú Phong. Con, ai về với mình cái con? Con hát đi con. Chồng anh đèn, con thiệt là vui. Nhìn trên vách ba dễ dưới con. Mẹ mở đèn là con thấy ba. Đợi đèn sáng ba dễ dưới. Em nói với con, cái bóng trên tường mà anh là con thấy ba. Đợi đèn sáng ba dễ dưới con. Mẹ mở đèn là con thấy ba. Mẹ. Mẹ. Kêu. Kêu. Chị kêu. Chị kêu. Mẹ. Sao rồi? Chị kêu. 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 Vâng, lấy bảo chân ra. Lại đây con, mẹ đang ngủ, lại đây. Kêu. 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 Tỉnh đi đi. Kêu. Kêu. Anh làm gì đó? Anh Lâm. Kết thúc rồi. Không bao giờ.